Ngày 9 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 1 tháng 4 năm Giáp Thìn, Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoàng Pháp, Đại đức Thích Tâm Huệ, trưởng ban từ thiện, quý thầy cùng 100 Phật tử đã đến huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, trao tặng giọt nước nghĩa tình, chia sẻ khó khăn cùng bà con thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn xâm nhập kéo dài. Quý thầy cùng Phật tử lần lượt đến Ủy ban Nhân dân 8 xã, Thới Lai 120 hộ, Long Định 130 hộ, Phú Thuận 130 hộ, Châu Hưng 80 hộ, Phú Vang 130 hộ, Định Trung 190 hộ, Vang Quế Tây 180 hộ, Vang Quế Đông 120 hộ. Mỗi hộ được nhận hai bình nước tinh khiết loại 19 lít cùng phần quà pháp bảo gồm sách tu nhà, Bài học nhân quả do Hòa Thượng Thích Chân Tính biên soạn tại huyện Bình Đại với 1.100 hộ dân, đoàn trao tặng tổng cộng 2.200 bình nước ion kiềm trị giá 242 triệu đồng. Trong đó, Chùa Hoàng Pháp hỗ trợ 110 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Puchiwa hỗ trợ 132 triệu đồng. Kết thúc chuyến hành trình tại Chùa Vĩnh Lâm, Đại Đức Thích Tâm Huệ cùng Quý Thầy và Phật tử đồng cúng dường tịnh tài tịnh phẩm lên 10 phương tam bảo. Dịp này, đoàn trao tặng phần quà pháp bảo đến cán bộ tại 8 xã gồm sách đôi nét về chùa Hoàng Pháp, tu nhà, truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Hòa Thượng Thích Chân Tính biên soạn.